được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không, lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu rằng ngày mai cảm ơn quý vị.
vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share, và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.